cả anh chị và chào các bạn. Vào mùa xuân này, khi mà mình bắt đầu trồng trọt, Nhật Thanh thấy trong sân mình có một vấn đề xảy ra. Thì hôm nay Nhật Thanh muốn chia sẻ cái phần này. Đó là gì quý vị? Đó là rắn. Phải nói rằng mùa xuân này rắn sinh sôi ở tiểu bang Nhật Thanh khá nhiều luôn. Với lại nhà mình ở gần chỗ những đồng trống hay là rãnh nước thì rắn lại càng khá nhiều nữa. Bởi vậy mình thấy hơi sợ và hơi lo, nên mình muốn chia sẻ cái phần này để giống như là ai có trường hợp như Nhật Thanh, để mình tránh những cái trường hợp đáng tiếc xảy ra. Chẳng hạn như nhiều khi mình nói chứ rắn thì nó ở cái khu nào lùm lắm thì giống như là tùm lắm thì nó ở trong đó. Không phải vậy đâu quý vị, không phải vậy đâu. Như chỗ nhà Nhật Thanh á, mình có hai bụi nha đam nhỏ thôi chứ không có lớn. Tại vì Nhật Thanh tính bứng cái đó ra, mình bỏ để mình trồng cái khác. Thì mình mới đầu mình thò tay vô mình tính bứng cái bụi cuối, cái bụi ở phía sau. Tự nhiên mình suy nghĩ sao mình nói chứ thôi để mình bứng cái bụi trước đi. Tự nhiên mình vừa bứng cái bụi trước lên, tự nhiên mình thấy con gì nó khừ, nó khè, nó lòi cái đầu nó ra. Thì con rắn đó nó nằm ở bụi phía sau lưng. Phía sau lưng nha quý vị. Mà rắn mùa này thì Nhật Thanh gặp nó không có thực sự là lớn lắm. Nó khoảng chừng 2 hay 3 feet thôi. Tại vì nó mới trưởng thành, nó không có lớn lắm. Nhưng mà nó đủ làm cho mình sợ. Mình sợ là con thực sự con rắn Nhật Thanh không sợ. Mà Nhật Thanh chỉ sợ cái nọc độc của nó thôi. Bởi vậy mình nó vừa khừ mình một cái là mình đứng dậy liền. Mình đứng dậy liền. Cây nha đam không lớn. Và lần thứ hai Nhật Thanh gặp cái con rắn đó nằm ở đâu? Đó là lúc mà mình nhổ cái bụi húng cây để mình trồng rau má. Tại vì nó lấn mất tiêu rau má rồi. Cái Nhật Thanh mới đi nhổ hết húng cây. Thì khi mình lật cái cục gạch lên, cái cục gạch nha. Bởi vậy nhà mình hay làm mấy cục gạch làm cái giống như là mình làm xung quanh cái khung, giống như là làm cái khung để trồng cây hay trồng bông này nọ. Mấy cái cục gạch đó mình nên để ý khi mà mình mở lên. Tại vì ngay giữa cục gạch nó hay có những cái khe hở. Thì con rắn á, nó chui, nó cuốn tròn, nó nằm trong đó. Nó làm mình cũng giật mình luôn. Mình giật mình luôn. Đó là lần thứ hai. Và nhiều khi á, mấy cái máy lạnh của mình ở ngoài vườn nè, ngoài sân sát bên nhà mình á, thì nó cũng có chui vô trong đó. Và ngay cả những cái chậu mình để, mình lỡ mình hí lên một chút xíu, nó cũng chui vô trong đó. Bởi vì khi mình lấy chậu mà mình để ngoài sân á, mình để ý một chút xíu. Và Nhật Thanh phải nói rằng rắn nó nằm giống như là ở đâu nó cũng có hết trơn. Bởi vì mình cẩn thận. Và nhất là khi á, mình giống như là trồng rau quá nhiều mà vườn mình trồng tùm quá, thì trước khi mình làm cái gì đó, mình lên lấy cái cây mình quất cho nó, mình coi có con gì trong đó không. Nó giật mình, nó chạy ra. Chứ không thôi mình thò tay vô mình hái rau cái có chuyện gì xảy ra thì không nên. Bởi vậy trong vườn của Nhật Thanh, khi mà mình làm vườn, mình lúc nào cũng để 2-3 cái cây xung quanh hết trơn. Chẳng hạn như có trường hợp gì xảy ra bất ngờ, mình có cái cây, mình thí dụ mình hất nó văng qua một bên rồi mình chạy thôi. Và nếu mà mình bắt nó thì rất là khó bắt, như Thanh thấy khó bắt lắm. Mà thường thường á, tại sao á, rắn ở nhà mình có nhiều? Thứ nhất á, là ở Lucena này, nhà Nhật Thanh ở gần những cái chỗ trống. Rồi trường hợp chẳng hạn như nhà mình ở gần mấy cái khu vườn mía đi, tới khi mà người ta cắt mía, rắn trong mấy cái khu mía nó sẽ chạy ra rất là nhiều luôn. Và với lại á, khi rắn nó kiếm mồi ăn, nó ở trong những cái khu nhà ở như vậy, nó muốn kiếm mồi ăn thì nó kiếm cái gì quý vị? Chẳng hạn như nhà mình trồng bông rất là nhiều, có mùi hương, rồi những cái con côn trùng tới nó ăn. Rồi hay là ban đêm nhà mình nó có mấy cái ánh đèn, mấy con côn trùng nó tới, mà mấy con ếch nó hay tới nó ăn mấy con côn trùng đó. Mà đặc biệt rắn thì lại thích, rất là thích ăn ếch. Bởi vậy nhà mình càng nhiều ếch thì rắn càng giống như là thu hút con rắn nó tới. Nhật Thanh để ý thường thường mấy cái ổ này nè, nó hay làm ngay chỗ sát cái hàng rào của mình lắm. Tại vì cái chỗ này nó mát, với lại nó hay lựa những cái chỗ nào cao,
không có ẩm ướt nhiều quá. Nè, ngay sát hàng rào Nhật Thanh đi á, là thấy cả mười mấy cái ổ luôn á, là chuyện thường luôn á. Cái này nè, hồi nãy mình mới bỏ thuốc mình lắp nó lại. Nhiều lắm quý vị. Ở đây nữa nè. Đó, mình chả biết cái con gì nó nằm ở dưới hết. Nói tới ngăn ngừa rắn thì mình có khá nhiều cách. Và Nhật Thanh nhớ rằng hồi xưa mình có chia sẻ rằng những con động vật nó sống bằng cái khứu giác rất là mạnh. Bởi vậy mình trồng những cái gì cái mùi nó nồng, nó ghét thì nó sẽ không tới cái vườn của mình. Chẳng hạn như cái gì? Chẳng hạn như cây tỏi nè, rồi cây nén nè, cây sả, có lẽ rằng ai cũng biết cây sả hết trơn. Và mình cũng nghe rất là nhiều rắn kỵ cây sả. Tỏi, nén, cây sả nè, rồi cây lan tỏi nè, cây lưỡi hổ nha quý vị, cây lưỡi hổ nữa. Thì những cái cây đó nó rất là ghét, nó rất là ghét. Nhưng mà nói gì mà nói, cái vườn của Nhật Thanh nó quá rộng, quá bự. Nó mà tới trồng á, thì không biết mình trồng bao nhiêu. Tại vì nếu mà cái sân mình nhỏ nó cô động thì cái hương nó sẽ không có đi, nó không có bị loãng ra bớt. Còn cái vườn của Nhật Thanh quá rộng thì mình trồng hoa hay cái mùi hương gì á, là gió mà thổi qua cái là cái hương nó không còn nữa, nó không còn nữa, và nó quá rộng đi. Bởi vậy á, mình có phương pháp gì thì Nhật Thanh xin chia sẻ. Cái bịch này á thì mình mua ở lô rất là rẻ nha quý vị, chỉ có 14 đồng mấy thôi. Này á, khi mà vô lô á, quý vị tới cái chỗ mà họ bán cái thuốc rải cho những con côn trùng á, thì họ để cái này ở đó. Mà khi mình sử dụng ở trong vườn á, thì mình tránh, chẳng hạn như chỗ nào á, nhà mình có con nhỏ chơi á, thì mình nên tránh. Mình không có nên rải ngay chỗ đó, tránh những chỗ nào mà con mình bóc tới. Và khi sử dụng cái bịch này á, thì mình phải đeo găng tay như Nhật Thanh nè. Mình đeo găng tay. Mình á, sẽ rải cái này xung quanh hàng rào của mình. Tại vì cái hàng rào của mình á, nó hay, bên đây mình xây á, thì hay hỏng lên mặt đất một chút xíu. Thì chính vì vậy á, mấy con rắn nó ở ngoài nó sẽ bò vô trong. Thì mình sẽ rải xung quanh hàng rào hay là ngay những cái góc cạnh nào đó. Và mình tránh nha. Nếu mà nhà mình trồng rau, cây ăn trái thì mình nên tránh rải gần đó khoảng chừng. Nhất là cây ăn trái. Cây ăn trái á, tuy mình thấy nó vậy nhưng mà rễ nó đi rất là xa, rất là xa. Và rau á, thì mình tránh cái khu trồng rau mình ít nhất là một thước thì Nhật Thanh thấy tốt nhất. Cái bịch ở trong đây Nhật Thanh xé ra là nó là cái hạt như vậy nè. Mỗi lần á, mình rải xung quanh hàng rào, không cần rải nhiều á, mình rải nhẹ xung quanh thôi. Tại vì cái bịch này á, nó cũng không có nhiều lắm. Cái bịch này á, nó có 4 thao rồi quý vị. Mà cái hàng rào của Nhật Thanh quá rộng thì mình có thể á, sử dụng tới 2-3 bịch luôn á. Và mình bỏ vô những cái góc cạnh, cái khía cạnh nào đó, cái góc nào mà giống như là mình không có vô trong đó thường xuyên á, thì chính vì yên tĩnh quá rắn nó cũng hay ở trong đó nữa. Trường hợp vườn rau của mình trồng tùm nhiều quá đi mà mình muốn ngăn ngừa thì mình lại sợ mình không dám rải thuốc. Thì Nhật Thanh thấy hay nhất á, thì mình sử dụng những essential oil này. Nó có bán loại xả nha quý vị. Loại xả trong khu pharmacy Walmart thì họ bán một cái chai này khoảng chừng 5 đồng mấy thôi. Thì mình chỉ cần bỏ vài giọt vô trong cái miếng vải này nè là nó thơm nồng luôn. Nó thơm nồng dữ lắm. Và nó lâu tới khoảng chừng một tuần luôn. Mình rải như vậy. Và mình chỉ cần ghim vô những cái bụi rau của mình. Thì mình chỉ cần là mình ghim ở đây thôi. Mình ghim ở đây. Giống như mỗi khu vườn của mình á, tùy cái chỗ trồng rau của mình lớn hay nhỏ thì mình ghim vài cây. Và một tuần á, Nhật Thanh chỉ cần nhỏ 1-2 giọt ở trong đây thôi là nó thơm nồng luôn á. Nó thơm lắm. Thôi Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin chúc cô chú anh chị các bạn có một ngày vui vẻ nha. Bye bye mọi người.